Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bà, các mẹ và các chị trên cả nước, hưởng ứng Hội thi dân vũ thể thao do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, chúng tôi, những người lính thợ đã từng tham gia công tác trong đơn vị quân đội, nay là hội viên phụ nữ chi hội Đại Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bái Bông, luôn duy trì thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe và nâng cao thể chất. Nhân dịp này, chị em chi hội phụ nữ Đại Xuân xin gửi tới quý vị, các bà, các mẹ và các chị tiết mục dân vũ với chủ đề Bước nhảy dân vũ vui khỏe gồm 2 bài. Bài thứ nhất, với bộ trang phục người lính Bác Hồ nghiêm trang nhưng rất nhịp nhàng uyển chuyển cùng bước nhảy dân vũ trên nền nhạc ca khúc Xinh tươi Việt Nam, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận. Bài thứ hai, bước nhảy dân vũ cha 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 trên nền nhạc ca khúc Những cô gái quan họ, sáng tác Phó Đức Phương, nhẹ nhàng và duyên dáng. Dàn dựng và biểu diễn hội viên chi hội phụ nữ Đại Xuân. Quay phim Quốc Hải. Kính mời quý vị, các bà, các mẹ, các chị đón xem và thả tim động viên chị em chi hội phụ nữ Đại Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn. Xe trên phố đông ta trắng bay bay, lòng vui như nở hoa, em mỉm cười xinh tươi, ôi khung trời 20, niềm vui tương lai đón chờ em, lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước rồi, đợi trong ánh mắt em là một tia sáng vòng, vẫy tay chào thế giới, một chân người lấp nơi, từ tim em cô gái Việt Nam.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.